rồi cho em đồng người lại nhé. Anh không bảo em là 6 tháng đấy. 6 tháng là cái nhiều lắm. Anh thấy quá đủ. Anh không bảo em là 6 tháng đấy. Quá đủ gì đây, quá đủ gì đây. Thử nó nặng anh quả đàn này. Béo lên chỉ có đủ mấy mông. Chân như có bóng chạy cứng. Cứng cắn. Đơ bác. Xin lòng đâm bên quả chân của em mẹ. Thank you.
Thì đi quay mình phải tận đâu? Đang đây chuẩn bị. Thì bị mấy vấn đề này khi mà thời tiết thay đổi ấy, rồi lâu lâu trúng gió ấy, mệt khách. Vâng. Hôm nay mà có vấn đề xong bóp luôn hoặc là ở đó là hơi được thì bệnh nhẹ luôn. Vâng. Hôm nay là mình công việc mình. Các bạn có bạn bè nào đấy, bạn diễn nào đấy, đâu hỏi mà chia sẻ cho các bạn để làm gì. Thank you.
bỏ không hạn hay tập những cái động tác này xem nào, hiểu không? Cái động tác mà nghe này này, bỏ các bạn ngang để nó liên thông chân, xong nó sẽ tự tay tiếp. Em không có bộ, tập đi. 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 T
Rồi cái tay anh để tận trên bờ vai anh, thế là bỏ cả người đúng không? Đặt trên bờ vai. Thường tích cần mình. Cái đấy thì nó là cố định rồi, nó đã đi rồi thì chịu. Còn nếu có thể cải thiện được là thường cổ vai gáy. Em bị căng lệch, lại còn bị căng lệch nữa, thì ra là sau này khớp nối với khớp nào của em sẽ thoải mái hơn người khác. Đúng rồi, em sẽ bị thoải mái hơn, mà em sẽ phải dưới nhiều. Đấy, như là để chấn thương rồi.